ngày mùng 1 tháng 10, lễ kính thánh Teresa Hải Đồng Giêsu. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew, đoạn 18, câu 1 đến câu 4. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời." Suy niệm hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu. Lời Chúa hôm nay nói về con đường thiêng liêng thơ ấu mà thánh nữ Teresa đã đi qua trong suốt cuộc đời. Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Thánh nữ Teresa sinh tại Alex Công bên Pháp năm 1873. Khi lên 14 tuổi, Teresa xin Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 cho phép vào dòng kiến. Teresa được phép Đức Giám mục cho vào dòng kiến vào ngày 9 tháng 4 năm 1888, lúc đó chị mới được 15 tuổi và 3 tháng. Chị qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897, lúc mới được 24 tuổi đời. Chỉ 27 năm sau đó, Đức Pio 11 đã tôn phong Teresa Hải Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh. Và 2 năm sau, Ngài tôn thánh nữ làm bổn mạng các sứ truyền giáo, giống như Thánh Francisco Xavier, tông đồ miền Viễn Đông. Chị Thánh đã trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng đã đón nhận với lòng tín thác cậy trông vào Thiên Chúa, chịu đựng tất cả mọi hiểu lầm, nghi ngờ. Chị sống trong tâm tình của người con thơ bé trước Thiên Chúa. Trong đan viện, chị phải đau khổ vì mẹ bề trên, một bà sơ khó tánh. Mỗi lần gặp là mỗi lần chị phải hôn đất. Chị nói thế. Còn mẹ giáo tộc thì tốt, nhưng lại phải cái tánh nói trước quên sau, nên nhiều lần chị vâng lời rồi lại bị khiển trách. Rồi cộng đoàn chị em nữa, nhiều khi cũng nói ra nói vào. Chỉ vì trong cộng đoàn 18 người mà dòng họ Martin đóng góp đến 5 người. Bà bề trên chẳng hạn có lần đã nói: "Cái chị Teresa được hết mọi chuyện, chỉ trừ một chuyện là có đến 4 chị em trong nhà này." Trời ơi, người ta rủ nhau đi tu mà cũng nói. Có lần nghĩ đến chuyện ấy, chị Teresa nói: "Những bước đầu tiên của tôi vào đan viện đã đạp phải gai hoa hồng." Lạy Chúa, xin cho con biết đi theo con đường thơ bé của thánh nhân, đặt tất cả cuộc đời trong bàn tay quan phòng của Chúa, sống hết mình cho tình yêu Chúa và tha nhân, để con